Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn một ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh rất là tuyệt vời nha các bạn. Để biết là ứng dụng nào thì mời các bạn cùng theo dõi tiếp video ha. Rồi, các bạn vào cửa hàng xét lây nè. Đây là ứng dụng mình muốn chia sẻ cho các bạn là Tree Mini. Video dành riêng cho những bạn nào chưa biết về ứng dụng này. Bạn nào đã biết rồi thì bỏ qua video giùm mình ha. Sau khi các bạn đã cài đặt ứng dụng thì bây giờ mình mở lên ha. Đây, khi nó hiện như vậy, các bạn nhấn vào dấu X. Đây là giao diện của ứng dụng nha các bạn. Các bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh hoặc là chỉnh sửa video nha các bạn. Ở đây thì mình chỉ chỉnh sửa hình ảnh để các bạn cùng tham khảo với mình ha. Ở đây là nó hiện tất cả toàn bộ những cái bức ảnh trên cái điện thoại của mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn bức ảnh này. Đây là bức ảnh gốc. Bây giờ thì các bạn sẽ nhấn vào chữ nâng cao nè. Do ứng dụng là miễn phí, các bạn phải đợi hết cái quảng cáo nha các bạn. Nếu các bạn có điều kiện thì cũng có thể mua phiên bản RAW để nó sẽ không hiện quảng cáo. Rồi, bây giờ các bạn nhấn vào dấu X nè. Đây, các bạn để ý này nhìn nè. Đây là cái ảnh gốc, còn đây là ảnh đã được chỉnh sửa nha các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn. Ở dưới đây nó có 3 phần. Một cái màu, làm đẹp khuôn mặt, chỉnh nền. Bây giờ mình vào từng cái nha. Ví dụ mình nhấn vào chữ màu nè. Các bạn đợi tí xíu cho ứng dụng nó lót nha các bạn. Đây, hình ảnh đã được chỉnh màu nha các bạn. Đây là ảnh gốc. Đó, đây là đã chỉnh màu. Sau khi các bạn ấn vào xong thì các bạn nhấn vào dấu tích đây nè. Ở phía góc tay phải. Rồi, tiếp tục các bạn nhấn vào làm đẹp khuôn mặt. Đây là ảnh chưa có làm đẹp khuôn mặt, còn ảnh này đã làm đẹp khuôn mặt, các bạn ấn vào là nhìn nó khác liền nha các bạn. Rồi, sau khi làm xong rồi thì các bạn nhấn vào dấu tích ở góc phải màn hình. Tiếp tục phần nữa là chỉnh nền, các bạn ấn vào nè. Rồi, ở đây nó có hiện cái 1 và số 2. Các bạn nhìn đi. Thấy cái nào đẹp thì mình chọn ha. Đây. Cái này là ảnh ban đầu, ảnh chưa có chỉnh chỉnh nền. Còn này chỉnh nền 1, này chỉnh nền 2. Các bạn thích cái nào thì mình chọn đó ha. Mình sẽ chọn cái nền 1 đi. Rồi. Sau khi đã chọn rồi thì các bạn nhấn vào dấu tích nè. Đó, các bạn lưu ý. Thứ nhất, để làm nhanh thì các bạn không cần phải ấn vào màu làm đẹp khuôn mặt hoặc là chỉnh nền cũng được. Tại vì khi các bạn đã điều chỉnh thì nó dạng như là nó auto, nó mặc định rồi. Các bạn vậy là xong. Mình muốn đẹp hơn thì các bạn ấn vào ba cái phần này, còn không thì các bạn không chỉnh cũng được nữa ha. Rồi, sau khi các bạn đã chỉnh hình ảnh đẹp mắt rồi thì bây giờ các bạn nhấn vào cái biểu tượng là tải xuống nằm ở góc phải màn hình nha các bạn. Nó rồi nó sẽ hiện ở đây nè. Lưu xem một quảng cáo. Vì mình đang xài phiên bản là miễn phí nên các bạn ấn vào đây xem quảng cáo để lưu. Rồi, ở đây các bạn nhấn lùi nhẹ lại nè. Rồi tiếp tục. Các bạn đợi tí xíu nữa ha. Rồi, nó hiện là đã lưu vào thư viện. Vậy là xong nha các bạn nhấn vào chữ đã xong đây. Đó, vậy là xong. Bức ảnh mình vừa tạo nó sẽ nằm đây. Bây giờ mình trở lại thư viện để mình chiêm ngưỡng cái bức ảnh mình vừa chỉnh sửa nha các bạn.
nhầm cái phần ảnh đi, ảnh này. Rồi các bạn sẽ vào cái phần là Gmini. Đây bức ảnh mình tạo nó đây nha các bạn. Đây đây nhìn rất là đẹp nha các bạn, không? Đây bức ảnh này đã chỉnh sửa nè, nhìn rất là đẹp. Còn các bạn xem lại bức ảnh mà mình chưa chỉnh sửa đây, để mình kia kiếm cái bức ảnh đó coi các bạn. Đây ở đây đây, thấy không? Các bạn nhìn bức ảnh này chưa chỉnh sửa nè, nhìn thấy không? Rồi đó, bức ảnh này chỉnh sửa rất là đẹp. Rồi mình xin tạm dừng video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.